tất cả anh em thì uh, sang năm mới năm 2021 thì chắc hẳn là có rất nhiều các anh em đang có rất nhiều cái dự định mới trong năm mới. Uh, những cái dự định uh, quay chụp này, những cái dự định uh, làm truyền thông này đang uh, mong muốn tìm kiếm một uh, con máy uh, vừa có hiệu năng tốt này mà lại vừa có cái tầm kinh phí ở mức vừa phải này, không quá cao mà vẫn đảm bảo được những cái hiệu năng những cái tính năng cao cấp nhất mà một người sử dụng có thể yêu cầu. Thì ngày hôm nay chúng mình giới thiệu qua một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt cho các anh em trong năm 12, 2021. Lựa chọn đó là gì? Xin giới thiệu với các anh em. Fuji Film XT3, một trong những con máy cực kỳ cực kỳ đáng giá trị trong thời điểm hiện tại. Thì tại sao chúng mình lại nói rằng con máy này lại cực kỳ đáng giá trị? Thì mình xin giới thiệu qua này, dòng XT3 vẫn luôn là một trong những dòng máy Uh, với cái series XT chung nói chung thì là một cái series uh, flagship uh, dòng máy uh, gần như là cao cấp nhất của Fuji phim uh, Thì con máy này thì cho chúng ta những cái điểm nổi bật gì? Thứ nhất thì uh, với một cái dòng XT uh, nó có một cái điểm nổi trội về thiết kế. Thiết kế nó thứ nhất mình xin đánh giá luôn cực kỳ đẹp. Thiết kế uh, hoài cổ dám uh, giống những cái máy phim uh, thời trước được uh, đem lên uh, thiết kế của một con máy uh, dòng flagship vừa đẹp mà là hiệu năng lại cực kỳ cao, cầm nắm sử dụng rất là thích, rất là thích thú luôn. Kế ờ, cái thiết cái uh, chất liệu mà Fuji Film họ thiết kế cái dòng máy này cũng cực kỳ hay, đó là chất liệu uh, vỏ uh, hợp kim Magie vừa chắc chắn vừa bền bỉ mà lại cho cảm giác cầm nắm rất là sướng, rất là rất là ôm tay rất là rất là đầm. Uh, một cái điểm đặc đặc biệt thứ hai đối với những dòng Fuji Film nói chung và dòng x 3 nói riêng, đó là cái chất lượng ảnh, chất lượng ảnh của Fuji Film thì mình nói thật với các bạn luôn là gần như là đỉnh nhất trong tất cả các hãng hiện tại hiện tại với một cái chất màu được gọi là chất màu ăn liền anh em chụp ảnh gần như là không cần phải chỉnh sửa quá nhiều khi mà cái jpeg cái chất lượng jpeg của ảnh của fuji film vốn dĩ đã rất là ngon rồi gần như là chỉ cần uh, chuyển vào máy tính hoặc là vào điện thoại chỉnh sửa nhẹ và đăng thẳng lên mạng xã hội là đã ra bức ảnh cực kỳ đẹp rồi uh, ngoài ra thì uh, Fujifilm uh, bắt đầu từ cái dòng XT3 này có một cái sự nâng cấp cực kỳ lớn mà vượt trội hơn hoàn toàn so với các dòng XT2 hay XT1 trước đây, đó là về cái nâng cấp khả năng lấy nét. Khả năng lấy nét của Fujifilm XT3 là vượt trội hơn hoàn toàn so với XT2 với tốc độ lấy nét AF vào mắt và AF uh, bắt tracking uh, lấy theo cái uh, chuyển động của vật thể nó nhanh gấp 3 lần. Uh, cái hỗ trợ quay video của XT3 cũng có những cải tiến cực kỳ tốt luôn rất là hấp dẫn đối với các anh em đang tìm một chiếc máy để phục vụ cái mục đích quay là chính thì trên chiếc XT3 này có hỗ trợ anh em nhớ nhé là 4K DCI 4K DCI 10 bit một cái thông số quay video mà thậm chí ngay cả một số những cái dòng máy vừa mới ra năm nay vẫn chưa được hỗ trợ quay 4K tả 10 bit cái 10 bit thì nó có nó có cái tác dụng gì thứ nhất là khi anh em chỉnh sửa kỳ video cái giải màu mà các anh em có thể kéo sáng hoặc là chỉnh sửa cái dynamic range nó tốt hơn rất là nhiều so với 4k 8 bit cái thứ hai là 4k dci thì nó sẽ có cái độ phân giải nó tốt hơn và cái khung hình nó rộng hơn so với 4k uhd bình thường như vậy là chúng ta thấy một trong một cái body rất nhỏ gọn như thế này mà Fujifilm họ đã có thể họ Uh, trang bị được rất nhiều cái công nghệ cực kỳ khủng cả hỗ trợ cả quay phim lẫn hỗ trợ cả chụp ảnh uh, thì hiện tại thì Fuji Film đang có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn uh, kể cả là với body mới 100% full box cũng đang có giá rất là hấp dẫn luôn một trong những uh, cái uh, lựa chọn máy uh, rất là đáng để các anh em có thể quan tâm và lựa chọn trong tại thời điểm hiện tại uh, thì nếu như anh em quan tâm đến dòng máy Fuji Film T3 có thể inbox trực tiếp bên mình hoặc có thể để lại số điện thoại để mình có thể hỗ trợ các bạn trực tiếp. Cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trên, trên các video lần sau.